Hay trái mọi tay với nhân thân gỗ, chỉ cần khi cây đủ già cây thì sẽ cho quả quanh năm. Và giờ đây, chưa bao giờ nhân thân gỗ lại có giá thành tốt như hiện nay. Các bác cùng tham khảo một số cữ cây bên em nhé, cây chỉ từ vài trăm nghìn thôi cũng đang rất xa hoa và quả rồi. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Nhân thân gỗ là một loại cây cảnh, cây ăn quả đã được xuất nhập vào nước ta khoảng chục năm gần đây. Tuy nhiên chúng chưa bao giờ hết hot, rất là được mọi người ưa chuộng bởi độ sai quả, độ đẹp và quả cho quanh năm của chúng. Rất là nhiều khách hàng trồng phản hồi tốt với bên em rằng gia đình rất là thích, lúc nào cũng có quả trên cây, hay là rất là nhiều người khen, cũng rất là nhiều người họ cho mua. Vì vậy là bên em cũng đã bán được thêm rất là nhiều hàng nhờ các bác. Cũng rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ phần em nhé. Hiện nay thì bên em đã về được số lượng rất là lớn những cây nho hơn cỗ này, vậy nên là giá thành của chúng cũng tốt hơn rất là nhiều. Nhiều cây chỉ từ vài trăm nghìn thôi cũng đang cho hoa và quả rất là sai. Đây là một cây nho hơn cỗ 12 vụ, giá trị 700 nghìn một cây, đang rất là sai hoa, sai quả trên cây rồi. Cây này thì bên em đang đóng đi để chuẩn bị gửi khách ngày hôm nay nhé. Cái hàng này thì tất cả các cỡ này đều là sẵn hoa sẵn quả, không chỉ một cây đâu các bác. Nó đã có quả thì cho quả quanh năm, dòng nho hơn cỗ 12 vụ, quả chín màu đỏ tươi rất là bắt mắt. Đây cũng là một trong những dòng nho hơn cỗ phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Chúng cho quả sớm nhất so với các dòng nho hơn cỗ khác. Và quả sai, cây càng già cây sẽ càng sai quả và các lứa quả sẽ càng gần nhau hơn. Chúng cũng không cần các loại thuốc kích thích gì để khi trồng cây đâu ạ. Nhiều bác có hỏi em là phun thuốc cái gì để cho cây ra quả, tuy nhiên là không các bác nhé. Nhà mình trồng thì trồng sao cho đảm bảo để ăn có thể an tâm hơn. Như là vườn em cũng không dùng bất kỳ loại thuốc kích thích nào để kích thích những cây nho cũng là cho quả cả. Tất cả đều là già cây cho quả tự nhiên thôi ạ. Và cây nho này hoàn toàn có thể trồng chậu các bác nhé. Cây trồng chậu vẫn cho quả sai như thường. Vì hàng bên em để tiện gửi hương cho các bác đều trồng bầu hoặc là trồng chậu từ nhỏ. Cây đã thuần chậu rồi, khi gửi cây sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cây. Cũng như khi về các bác lại thay sang chậu to hơn để cây có nhiều chất dinh dưỡng hơn để nuôi cây, hay là trồng ra ngoài đất thì cây có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa và cho quả càng sai. Vậy là chúng ta không cần lăn tăn là có trồng được chậu hay không đâu ạ. Cây này thì là một loại cây ưa nắng, rất là thích hợp với khí hậu nhiệt đới nước ta. Chúng ta nên trồng ở những nơi có ánh sáng chiếu nhiều vào và còn nắng các bác nhé. Hoàn toàn có thể trồng ban công hay là sân thượng được mà không lo cây không chịu được nắng đâu. Kể cả trong Sài Gòn, Hồ Chí Minh hay là các tỉnh miền Nam, loại cây này cũng đã trồng rất là thành công rồi, cho quả rất là sai, một dòng cho quả quanh năm được. Không chỉ những dòng cây nhỏ, em vẫn còn nhiều dòng cỡ khác nhau, cây to hơn rất là nhiều. Ngoài dòng 12 vụ này, em vẫn còn cả những cây nho hơn cỡ tứ quý nữa, cũng là một dòng cho quả quanh năm, giá thành cũng rất là phải chăng thôi ạ. Vậy, nho hơn cỡ tứ quý và nho hơn cỡ 12 vụ, chúng khác gì nhau? Tại sao lại có tên gọi như vậy? Em sẽ giải đáp với các bác từng thắc mắc một nhé. Đầu tiên, nho gỗ tứ quý là bốn mùa, cũng tức là quả quanh năm, các bác có thể hiểu đơn giản như vậy. Và 12 vụ thì sao? 12 vụ là 12 tháng trong năm, cũng là một hình thức khác của loại quả quanh năm đấy ạ. Hai dòng này thì có đặc điểm tương tự nhau, duy chúng chỉ khác một quả khi chín, còn lại các đặc điểm khác hay là cách trồng, cách chăm sóc đều như nhau cả. Vậy nên là các bác trồng có thể tham khảo một trong hai dòng này đều được nhé. Đặc tính như nhau, quả cũng sai như nhau ở mức độ tương đương. Ở trước màn hình đây là một cây nho gỗ tứ quý, cây này cao gần 3 mét, đang rất sai hoa và quả. Cây này thì đã có anh khách chọn rồi, hôm nay em sẽ gửi hàng cho anh ấy đây. Quả xanh và chín mọc liên tiếp nhau, cho quả từ rễ luôn ạ. Vậy còn những hàng nhỏ của nho gỗ tứ quý thì như thế nào? Em sẽ có nhiều hàng nhỏ cũng đã cho quả như thế này rồi. Quả cũng cho từ gốc cho đến ngọn rồi nhá, cũng là một loại cây rất là già cây rồi. Em trồng chậu từ nhỏ nên cây sẽ không phát triển quá nhanh, vì là rất già cây thì chúng mới cho quả được xa như thế này. Các bác trồng có thể tham khảo thêm vì dòng nho thân gỗ tứ quý hoặc là 12 vụ là hai dòng nho phổ biến nhất. Ngoài ra thì em vẫn còn rất nhiều dòng nho khác như là dòng nho thân gỗ kim cương, dòng nho thân gỗ vàng, dòng nho thân gỗ cẩm thạch hay là dòng nho thân gỗ thường cũng như thế này. Em đều có đủ tất cả các loại dòng nhá. Bác nào muốn sưu tầm đủ loại để trang trí công viên gia đình có thể tham khảo thêm ạ. Không chỉ có dòng nho hơn gỗ, bên em có rất nhiều loại hoa, cây ăn quả độc lạ khác có thể trồng thích hợp ở cả ba miền Việt Nam. Các bác có thể tham khảo cùng em một số dòng cây sau đây nhé. Sau 2 năm trồng thử nghiệm rất thành công ở Việt Nam, chúng cho năng suất tốt, kết quả đáng mong đợi, thì những lô vải không hạt này bên em lại tiếp tục về thêm đi ạ. Tất cả thì đều là hàng ghép. Cây cũng được trồng bầu từ nhỏ nên là rất là ổn định, khỏe mạnh rồi nhé. Những cây vải không hạt này chúng ta chỉ trồng khoảng hơn 1 năm thôi là bắt đầu cho trái. Ngoài những hàng nhỏ như vậy thì em cũng có cả hàng to, năm nay chúng đã cũng cho quả bói rồi đấy ạ. Các bác trồng năm sau thì có thể để quả rồi nhé. Với những cây vải như thế này, chúng ta cũng có thể trồng chậu, nhưng mà đường kính của chúng phải tối thiểu 60-70 phân trở lên thì cây mới thể nuôi quả tốt và cho quả sai được. Ngoài này về cây rất là đẹp ạ, cây khoảng 60-70 phân.
rất là ổn định khỏe mạnh rồi. Mình trồng thì rất là đảm bảo nhá. Ông Hà thì có chất lượng rất là cao, thì quả dày, ăn ngon và mát, có những quả của nó gấp đôi những quả vải thiều của nước ta. Mẫu mát cũng không hề kém cạnh những quả vải thiều đâu các bác nhá. Có màu đỏ tươi rất là đẹp và bắt mắt. Vậy nên là vừa giật hành để bán ra năm nay khoảng 250.000 đồng 1 kg quả tươi. Được bán trong nước thì bà con Hà cũng lại là một số cây trồng về mang lại thể cao đối với người nông dân. Tuy nhiên thì năm nay cũng là năm đầu tiên nên giật hành có thể cao. Những năm tiếp theo thì chúng sẽ có thể giảm đi một chút. Nhưng mà nếu chúng ta trồng theo đúng quy trình kỹ thuật và chăm sóc tốt thì hành của chúng ta luôn luôn cao hơn của các loại bạn trong nước nhé. Loại quả này năm nay ở Thanh Hóa cũng đã được xuất khẩu ra nhiều nơi trên thế giới rồi, cũng rất được mọi người đón nhận và yêu thích nhé. Ngoài vải không hạt, thêm một loại quả khác có xuất xứ từ Đài Loan, hiện cũng đang trồng rất là thành công ở nước ta, chúng cho năng suất tốt và nhiều ưu điểm đáng mong đợi. Loại quả này chỉ có vị ngọt thanh mát, chúng sẽ không ngọt gắt như một số dòng kem quả khác đâu ạ. Vú sữa hoàng kim thì với em luôn có đủ cỡ các cây từ hàng giống hay là đến những hàng trưởng thành là sẵn quả như thế này. Như cây em đang đứng cạnh đây, chúng cao hơn 2 mét, cũng đang đậu rất là nhiều quả trên cây rồi. Đây là một dòng vú sữa có thể cho khoảng 2 đến 3 vụ trái mỗi năm. Chúng cũng cho quả rất là sớm, nếu mà trồng từ cây giống chỉ khoảng gần 2 năm thôi, 18 tháng là chúng đã bắt đầu có thể cho quả bói rồi. Hoặc là nếu các bác trồng từ những cây choai, cây nhỡ chỉ khoảng 6 đến 8 tháng thôi, nhiều cây cũng để cho quả bói được rồi nhá. Với dòng này thì em có cả đến những cây cổ thụ luôn ạ. Ngoài những loại cây kể trên thì bề mình còn rất nhiều loại khác. Các bác có thể tham khảo thêm cả những dòng cây bánh kem này, là một dòng có thể cho quả được cả ba miền triệu nước ta. Cây bánh kem có lẽ còn khá xa lạ với một số người. Đây là một loại cây nhập khẩu được du nhập vào nước ta vài năm gần đây. Loại cây này có nguồn gốc từ Mexico, là một đất nước có khí hậu nhiệt đới. Về Việt Nam, với khí hậu tương tự, chúng cũng đang phát triển rất tốt với khí hậu ba miền nước ta. Đầu tiên, trên tay mình đây là một quả bánh kem. Quả này thì cũng chưa to hết cỡ. Nếu phát triển tốt, một quả có thể nặng từ khoảng 200 đến 250 gram mỗi quả. Quả khi chín, lớp vỏ ngoài sẽ hơi nhạt ra màu vàng. Đến lúc đó chúng ta có thể thu hoạch và thưởng thức những trái bánh kem này. Các cây bánh kem ở vườn mình thì hiện đều là hàng ghép. Các cây chỉ cao khoảng 50-60 phân, gốc ghép ổn định, bố sẽ khỏe mạnh như thế này. Các bạn trồng chỉ sau hơn một năm, những cây nhanh thì sẽ bắt đầu cho quả bói. Nếu các bạn chăm sóc tốt thì cây có thể to hơn nữa. Tuy nhiên khi cây còn nhỏ và mới bói, chúng ta cũng chỉ nên để khoảng 1 đến 2 quả để có thể thưởng thức những trái bánh kem này. Và những năm tiếp theo khi cây lớn phát triển mạnh hơn thì chúng ta có thể cho quả sai hơn. Ngoài ra thì bên mình cũng đang sẵn những hàng to đang cho quả. Các cây này thì cao khoảng hơn 2 mét đang đậu quả rồi. Cây thì đều đã cho trái nhiều vụ rồi. Các bạn về trồng chỉ khoảng hơn một tháng nữa là khi quả này chín, chúng ta đã có thể thưởng thức những trái bánh kem này. Khi lớp ngoài của vỏ quả chúng ta nắn đã hơi mềm là chúng ta có thể thưởng thức được rồi các bạn nhé. Ruột bên trong của chúng mềm, mịn như kem, có màu trắng, ăn rất là béo ngậy. Vậy nên loại quả này được nhiều người yêu thích trên thế giới. Quả to gấp 5 đến 6 lần những quả sung ta. 1 kg nếu chăm sóc tốt, chúng sẽ có khoảng từ 10 đến 13 quả. Loại cây này hiện đang trồng và phát triển rất tốt, khí hậu nước ta, quả ăn ngọt và thơm nên đang rất được mọi người ưa chuộng. Hôm nay nhà vườn Ngọc Thảo có vẻ thêm một lô dung mỹ mới. Các loại này thì đều là những cây trưởng thành, cây cao khoảng hơn 1 mét, có tán rộng khá xum xuê. Hiện nay thì cây đang bật thêm nhiều mầm chồi mới. Với loại này thì khi bật mầm chồi mới thì quả sẽ mọc kèm theo ở các nách lá như thế này. Mỗi lần bật mầm chồi mới thì cây sẽ dài thêm khoảng 15 đến 20 phân. Như vậy thì nó sẽ kèm theo khoảng được 10 đến 15 quả mỗi cành. Loại này thì cho trái quanh năm, quả to gấp 5 đến 6 lần những quả sung ta thôi. Sung Mỹ thì chúng ta chỉ có thể ăn khi chúng chín hoàn toàn. Khi lớp vỏ ngoài của quả chuyển sang màu tím là chúng ta đã có thể thưởng thức được những trái sung Mỹ tím này cho hương vị ngon nhất. Các bạn có thể thấy đây là một quả sung Mỹ đang bắt đầu phát triển. Quả này thì cũng chưa đạt được kích thước to nhất. Còn các nanh lá hay đầu ngọn khác thì những quả con cũng đang bắt đầu hình thành rồi. Chúng ta chỉ cần trồng khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là khi quả to phát triển hết cỡ. Còn những quả đã bắt đầu chín dần là chúng ta đã có thể thu hoạch từ những trái sung Mỹ tí này rồi. Với một cây sung Mỹ như thế này thì các bạn có thể trồng chậu để ban công, sân thượng hay là trồng ngoài đất thì đều sinh trưởng và phát triển rất tốt. Các cây như bên mình hiện cũng chỉ đang trồng trong bầu đứng đến khoảng 25 đến 30 phân. Các bạn có thể thấy là cây vẫn đang sinh trưởng phát triển rất tốt, bật thêm nhiều mầm chồi mới và kèm theo quả luôn. Ngoài những hàng kích thước to như vậy thì bên mình cũng có nhiều hàng kích thước nhỏ hơn, từ những cây đã cho quả hay là đến hàng giống trồng vài tháng nữa cho quả. Không chỉ có những loại hoa kén quả phục vụ mục đích sưu tầm hay là những dòng mời lạ, mà với em còn rất nhiều những loại hoa kén quả khác để trang trí khuôn viên gia đình. Kể cả trong những dịp Tết xuân về này, em cũng có nhiều món bạ đa dạng khác. Thăm đường canh chi tết từng em về nhiều đấy ạ. Những cây này thì đều là những cây trồng phần chậu rồi nhá,
Trộn thì trồng đường kính khoảng 40-50 phân thôi, thì các bác nên đổi trộn sang đường kính là 60-70 phân cho em. Chúng ta trồng từ bây giờ cho cái ổn định, cách cho đẹp là vừa rồi. Tất cả hàng chúng ta trồng sạch như thế này, chúng ta cũng sẽ biết là chúng không hút sâu thuốc xe gì, chúng ăn rất là đảm bảo. Các cây bên em về thì cây nào mà sẵn quả và chụp trái hơn cây rồi nhá. Đây, quả rất là sai này. Bây giờ thì đường kính của nó khoảng 3 phân rưỡi 4 phân. Lúc chín thì nó lại cho đường kính khoảng 5 đến 6 phân mỗi quả. Quả thuyết trình có màu đỏ cam rất là đẹp mắt. Quả này cũng là một giống cam rất là mọng nước và ngọt, nên là em nghĩ rằng cũng rất là nhiều gia đình thích loại quả này. Hơn nữa, nước cam cũng chứa rất nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ. Chúng ta lại vừa trồng vừa làm cây cảnh vừa cho quả ăn. Và đến đúng thời điểm Tết thì các bác sẽ có những chậu cam đường canh, quả bao chín chuyển sang màu đỏ cam như thế này, trông rất là đẹp mắt và thu hút. Thế để đào quất thông thường quen thuộc của chúng ta. Hơn nữa, không chỉ chưa được một năm mà các năm sau chúng ta chỉ cần trồng thay đất, cây vẫn có thể cho quả tiếp được nhé. Là một loại cây có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, mà trồng trang trí cũng rất là đẹp mắt, thu hút. Nếu các bác đã quen thuộc với các loại đào quất thông thường thì hôm nay chúng ta có thể trưng 1 đến 2 chậu cam đường canh trong khuôn viên gia đình mình để thêm nổi bật hơn nhé. Vườn em thì có nhiều kích thước những cây cam đường canh này, từ những cây trai hay là đến những cây trưởng thành là sẵn quả. Bác nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì có ra hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán.